Các bác nào đang sử dụng chiếc xe Mazda 3 từ đời 2020 trở lại đây. Đây trên tay em đây là chiếc màn hình zin của nó. Màn hình nhìn rất là đẹp nhưng mà không có cảm ứng ở trên màn. Với dòng này thì các bác khi mà các bác lắp đặt Android Book ấy, các bác rất khó sử dụng. Và bác chủ đã qua bên em để nâng cấp cái màn Android. Thay thế màn Android liền cam 360 luôn các bác nhé. Đây, đây là màn zin. Còn các bác có thể nhìn thấy cái màn Android này. Nó lắp nguyên zin dành riêng cho Mazda các bác nhé. Tất cả là đều cảm giác hết này. Và chuyển đổi giữ nguyên hai hệ điều hành. Các bác vẫn có hệ điều hành Mazda Connect giữ nguyên ở bên này. Đó, các bác có thể thấy cái giao diện của bên Mazda Connect này. Và điều đặc biệt là mình sẽ có hệ điều hành Android chạy song song. Với chiếc màn này thì các bác khi mà các bác xi nhan này, bên trái, bên phải này, tầm quan sát góc rất là rộng luôn, vào lùi đây, quan sát toàn cảnh luôn, có đánh lái luôn này. Đấy. Thì các bác khi mà kể cả là đặc biệt là chị em phụ nữ mà sử dụng cái dòng xe này với cái điểm mù nó nhiều ấy, thì các bác lắp cái cam màn liền cam này vào, các bác không lo vấn đề là mình có thể va quẹt nữa. Đặc biệt của cái màn này nữa đó là nó sẽ ghi hình bốn cái mắt cam và ghi hình nó sẽ lưu lại hình ảnh của bốn mắt cam xung quanh xe luôn các bác nhé. Nó sẽ có một cái thiết bị lưu trữ đây, USB lưu trữ ở trong này luôn. Với khi mà các bác nâng cấp màn Android lên rồi thì các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Để các bác chạm tay đây, mở video nhạc trẻ remix. Ngay lập tức thì cái màn nó đã mở ngay cái ứng dụng YouTube lên và sẽ mở cái bài nhạc theo cái yêu cầu của mình. Ở đây thì cái sim này em lắp thì cái mạng của em ở đây nó hơi yếu một tí. Nó chưa kịp loát dữ liệu. Các bác có thể tìm đường cũng tương tự. Chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map. Đấy các bác thấy không? Với cái màn zin thì các bác không thể điều khiển thông minh như thế này. Nhưng mà khi các bác nâng cấp lên màn Android thì các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói là màn hình nó sẽ tự động tạo những cái lộ trình và làm theo cái yêu cầu của mình. Các bác chỉ cần nói thôi, chỉ cần ra lệnh cho cái màn thôi. Nâng cấp màn Android thì sẽ trở nên làm cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Bác nào mà đang sử dụng cái dòng xe Mazda 3 mà không cảm ứng được trên màn thì các bác có thể qua Agala để nâng cấp lên màn Android các bác nhé.